có một Halo CE chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bạn. Phiên bản này của Halo hầu như không tồn tại. Nó chỉ là một kỷ niệm. Quay trở lại Halo ban đầu vào năm 2021 thật đáng thất vọng và kỳ lạ. Như trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình khi trưởng thành. Nhiều năm đã khiến Halo, một trò chơi từng có vẻ khổng lồ đến không tưởng, trở nên nhỏ bé. Đã hai thập kỷ dài kể từ khi Halo CE lần đầu tiên được phát hành. Rất nhiều thời gian để nó trở nên méo mó trong ký ức của hàng triệu người đã chơi nó. Trong những năm kể từ đó, Halo đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa như bất kỳ trò chơi điện tử nào mà bạn có thể kể tên. Master Chief là Xbox còn Mario là Nintendo. Một biểu tượng đại diện cho không chỉ bộ truyện mà anh ấy tham gia mà còn cho toàn bộ bộ phận trò chơi của Microsoft nói chung. Vì vậy, khi nói đến việc phát hành chiến dịch chơi đơn của Halo Infinite cổ phần rất cao. Halo Infinite không chỉ là một trò chơi khác trong một loạt phim nhiều tầng. Nó là một trò chơi có nhiệm vụ đưa Halo trở lại vinh quang trước đây. Ngày nay, bọn trẻ đang chơi Fortnite, chúng đang chơi Valorant, Overwatch, Destiny, Apex Legends, Call of Duty, Battlefield. Tại thời điểm này, giai đoạn phát triển đầy khó khăn của Halo Infinite là điều bình thường. Một cánh cửa quay vòng của các nhà phát triển điều hành và giám đốc sáng tạo. Cùng với một màn chơi đầu tiên thảm hại được tiết lộ vào năm 2020, dẫn đến nhiều lần trì hoãn, khiến nhiều người giảm kỳ vọng theo đó. Nhưng với Halo Infinite, kỳ vọng giảm xuống sẽ không bay biến. Halo Infinite không thể chỉ là một Halo khác. Nó cần phải là vầng hào quang tồn tại trong trí tưởng tượng của bạn. Bước nhảy vọt của Halo Infinite đến từ hình thức thế giới mở của nó. Bất cứ ai đã chơi Halo gốc sẽ nhớ cấp độ thứ hai của nó, Arrival on Halo. Cho phép người chơi tiếp cận 3 cuộc chạm trán chiến đấu quy mô lớn theo bất kỳ thứ tự nào họ chọn. Đó là sự thể hiện cho tham vọng và phạm vi của trò chơi. Arrival on Halo đã trở thành cách viết tắt của Halo tồn tại trong trí tưởng tượng của bạn. Mở, người ngoài hành tinh, khổng lồ. Thế giới mở của Halo Infinite là Arrival on Halo vì rất lớn, một không gian thực hiện lời hứa của nó. Sau một chuỗi mở đầu về cơ bản đóng vai trò như một bài hướng dẫn, người chơi sẽ lao thẳng vào thế giới này, cho phép họ theo đuổi một danh sách các mục tiêu và mục tiêu dường như vô tận theo bất kỳ thứ tự nào họ chọn. Đó chủ yếu là nhờ vào bản thân vũ trụ, vốn từ chối hy sinh chi tiết cho quy mô. Bất kể bạn đang ở đâu trong thế giới mở của Halo Infinite, mọi thứ đều được thiết kế cho người chơi. Không có kết cấu mờ nhạt, không có khoảng trống nơi bạn không nên ở, ngược lại, trò chơi có sở trường khiến bạn cảm thấy mình luôn ở chính xác nơi mà bạn nên đến. Halo Infinite tự tin cung cấp cho người chơi không gian và thời gian để đắm mình trong vũ trụ của nó và khơi gợi một cách xuất sắc nét thẩm mỹ thế giới khác của bản gốc. Các cấu trúc leo lên không ngừng vào các hộp bầu trời được hiển thị một cách lộng lẫy. Những cột trụ khổng lồ hình lục giác giống như những vật tổ bằng carbon được chạm khắc chính xác. Xếp chồng lên nhau, kéo dài đến tận chân trời. Siêu nhiên, xa lạ và kỳ lạ. Hành trình tuyệt vời khát vọng thế giới mở đầy tham vọng của Halo Infinite gần như chắc chắn sẽ sụp đổ nếu không có sự bổ sung của móc vật lộn. Được thiết kế để giúp chuyển động trong thế giới mở dễ quản lý hơn. Móc vật lộn của Halo Infinite cho phép người chơi mở rộng quy mô bất kỳ ngọn núi nào và tiếp cận theo đúng nghĩa đen bất kỳ điểm nào trên thế giới mà bạn có thể nhìn thấy. Đây hầu như không phải là sự đổi mới nguyên bản nhất, nhiều trò chơi điện tử đã sử dụng các tính năng tương tự, nhưng việc thực hiện móc vật lộn của Halo Infinite không chỉ nâng cao khả năng truyền tải mà còn nâng cao mọi yếu tố trong vòng chiến đấu nổi tiếng của trò chơi. Số dặm của bạn có thể thay đổi, nhưng hành trình móc câu vật lộn của tôi là huyền thoại. Lúc đầu, nó là một sự mới lạ mà hầu như không được đăng ký. Tôi hiếm khi sử dụng nó một cách tự giác trong các trường hợp hướng dẫn được thiết kế riêng cho việc sử dụng nó. Sau đó,
Tôi tình cờ gặp các tình huống mà việc sử dụng nó có ý nghĩa. Ồ đúng rồi, tôi nói tôi nên sử dụng thứ móc vật lộn xộn đó. Cuối cùng thì tôi cũng thấy mình đang thử nghiệm. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể vật lộn với vũ khí móc hay không, hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vật lộn với kẻ thù. Trả lời, bạn kích điện chúng và quan tâm đến chúng ở tốc độ cao, cho bạn cơ hội để thực hiện một cuộc tấn công cận chiến cực kỳ hấp dẫn. Từ từ, mỗi thử nghiệm trở thành một phần trong vốn từ vựng Halo của tôi, đến mức nó không thể thiếu trong mọi cuộc gặp gỡ. Tôi sẽ sử dụng nó để lấy những thùng nổ trước khi hạ gục chúng trước những kẻ thù nguy hiểm nhất. Tôi muốn xoay sở với những góc độ mới để tấn công giới tinh hoa bên sườn của mình, hoặc phóng mình về phía chỗ nấp trong khi đợi khiên nạp lại. Không giống như các bổ sung trước đó cho hộp cát Halo, móc vật lộn cho cảm giác không phô trương, thiết yếu và liền mạch. Theo một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như nó luôn ở đó và tôi không thể dù chỉ một giây hãy tưởng tượng chơi Halo Infinite mà không có nó. Mẹo của ngọn giáo có thể đó là trong Halo 4, nhưng nó có thể đã trở lại xa như Halo 2. Dù bằng cách nào, tại một số thời điểm trên dòng thời gian, loạt phim Halo đã quên nó thực sự là gì. Đó không bao giờ là về The Banish hay The Prophet hay The Harbinger hoặc bất kỳ danh từ khoa học viễn tưởng ngày càng vô nghĩa nào được sử dụng để thúc đẩy người chơi từ điểm A đến điểm B. Không, Halo luôn nói về cảm giác tuyệt vời như thế nào. Để vận chuyển lựu đạn vào một đám grunt và đánh bại elite địa ngục đang mài xương của bạn thành cát bụi. Và trong khi Halo Infinite kiên quyết cam kết làm sáng tỏ các sợi dây ngày càng dày đặc trong truyền thuyết đầy rẫy của mình, nó đã bảo tồn cẩn thận và nâng cao chiến đấu cốt lõi, khiến Halo trở thành niềm vui liên tục để tham gia. Halo 4 và 5 chơi lỏng lẻo và nhanh chóng với hộp cát huyền thoại của trò chơi. Nhưng Halo Infinite đối xử với nó bằng sự tôn kính hơn. Nói thì gần như là viển vông, nhưng Halo Infinite cảm thấy giống như Halo vậy. Cuộc chiến được rút ngắn và nghiêng về phía sau, nhưng được mở rộng theo những cách có ý nghĩa. Cái móc vật lộn là một phần rất lớn trong số đó. Trên tất cả, nó cảm thấy được cân nhắc, và nó nổi lên nhờ cảm giác nhịp nhàng tinh tế. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi khám phá thế giới mở của Halo Infinite, đổ chất thải vào các trại của kẻ thù và làm nổ tung các hầm chứa, thì các nhiệm vụ theo cốt truyện cung cấp sự cứu cánh kịp thời cho các cuộc gặp gỡ tuyến tính hơn, sâu bên trong các cấu trúc ngoài hành tinh của thế giới. Những nhiệm vụ chơi một người này được trang bị đầy đủ với một số phần thiết lập ngoạn mục nhất của trò chơi và những trận đánh trùm kịch tính, khiến tim tôi như muốn nổ tung lồng ngực. Ở các cấp độ khó cao hơn, tôi đã chơi trên Heroic, tôi nghi ngờ một vài trong số này có thể khiến người chơi thất vọng. Nhưng bất kỳ ai quen thuộc với các trận đánh trùm Destiny hoặc Dark Souls sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Trong những tình huống này, Halo Infinite dựa vào các vòng đấu súng được chế tạo hoàn hảo như một chiếc nạng. Ngay cả trong những khoảnh khắc thất vọng tột đỉnh, nơi bạn hoàn toàn không muốn dọn ra khỏi một hành lang chết tiệt khác chật ních run, Halo Infinite vẫn hoạt động vì mọi vũ khí đều mang lại cảm giác sáng bóng như thế nào. Với sự suy thoái kinh hoàng mà bộ truyện đã trải qua trong thập kỷ qua, không thể coi Halo Infinite là bất cứ thứ gì khác ngoài sự trở lại gây sốc. Halo Infinite là một trò chơi điện tử rất đặc biệt. Khi các khoản tín dụng được tung ra, tôi bắt đầu cân nhắc xem mình sẽ đặt phiên bản Halo này ở đâu trong danh sách của mình. Nó thuộc về đâu trong số những tác phẩm kinh điển của năm ngoái? Top thứ 3. Có lẽ, tôi thậm chí đã không có ý nghĩ đó kể từ đó, tôi không biết. Halo Reach, một trò chơi đã được phát hành vào năm 2010, hơn 11 năm trước. Nhưng đó là một suy nghĩ thoáng qua. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và kiểm tra điện thoại của mình trong thời gian 2 giờ sáng, tôi đã chơi hàng giờ đồng hồ tại thời điểm này. Các khoản tín dụng được kết thúc, và Halo Infinite đưa tôi trở lại thế giới mở của nó. Thông thường đây sẽ là thời điểm tốt để ký hợp đồng, nhưng tôi không thể. Tôi có nhiệm vụ phụ để hoàn thành.
cuộc chiến này sẽ không tự kết thúc. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.